Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua đến từ thương hiệu của Ý, Java Siluro. Vâng, như các bác thấy thì chiếc xe có may cối nổ không nhé, nổ rất to. Và chiếc xe này em cũng về rất nhiều rồi. Hôm nay là một chiếc xe mới trên 95% đó nhé. Giá chiếc xe rất là mới. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Ý, Java Siluro. Giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, bánh quay rất là bon. Các bác kêu các nhé, bay cuối nổ. Bê tông màu xanh vàng, vàng xanh. Hình thức thì trên 90%, trên 95% luôn. Em đánh giá chiếc xe rất là mới. Rất lâu rồi về dòng Siluro em mới về một chiếc mới như này. Giá vẫn tương tự như những chiếc trước đây em bán, thì tầm trên 9 triệu thôi. Với đặc điểm của khung Java này thì có bộ khung khí động học, khung dẹp thôi nhé, cho các bác đi lướt nhanh hơn, ít chịu được cản của gió. Đấy, các bác thể thấy đây là khung dẹp này, toàn bộ đều là khung dẹp, càng khung dẹp càng lưỡi kiếm. Cọc yên cũng đẹp, là bộ khung chiếc xe được khí động học ấy. Với dòng Java thì luôn sử dụng bộ phụ tùng zin theo xe là của hãng DK các bác nhé. Như check sử dụng phụ tùng của Bontrager thì Java sử dụng đồ của DK là nguyên bản nguyên zin theo xe các bác nhé. Từ vành đến yên, các bác có thể lấy yên BK và Siluro bên trên thương hiệu của xe. Vành 700 vành kỹ nữa. Với đấy là 9 tầng lip, xích và lip còn rất là mới thôi nhé. Đôi đĩa chụp giống của DK và gạt đĩa của Simonosora. Đôi đĩa 2 tầng thôi nhé, DK nguyên zin theo xe và củ đề của Simonosora. Vâng, đây là dêm sườn các bác nhé, đây trong sườn. Bộ gà lúc của Simonosora. Ford Uno 6061 aluminum. Bộ tay lắp của Siluro 9 tầng bấm và 2 tầng bên đĩa cho xe 18 tốc độ các bác nhé. 18 tốc độ các bác thay đổi. Vành trước của DK nguyên bản theo xe. Và đây là một số tem in thẳng vào xe các bác nhé. Trên khung xe ghi size 46. Giờ em sẽ đo chiều cao khung đứng của xe. Vâng, xe size 46 size đứng thôi nhé. Ngang là 52-53. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. Vâng, với 9 tầng lip. Lên lip. Máy kêu rất to. Đúng
Mayer bạc đạn khối nổ. Phía tay phải bộ đùi đĩa 2 tầng của DK nguyên di theo xe đến đĩa. Vâng, mình quay rất là bo. Chiếc xe rất là mới, đến từ thương hiệu của Java. Bọn em vừa đánh giá trong chiếc xe Java Siguro, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Ý. Và tất cả đồ đều nguyên bản nguyên di theo xe, sử dụng bộ group của Sora. Vâng, và chiếc xe được bán tại gần em với mức giá là 9,5 triệu miễn phí trên toàn quốc, đối với bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn thông tin nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe lên YouTube theo dõi kia xe đạp và những chiếc chuông để nhận thông báo về những chiếc xe đạp có tại Việt Nam. Xin chào và cảm ơn các bạn theo dõi video.